Xin chào các bạn. Ukraine đang là tâm điểm chú ý của thế giới những ngày gần đây khi quân đội Nga tiến vào miền đông nước này hôm 24 tháng 2. Trong bối cảnh đó, quá khứ của Tổng thống Ukraine đương nhiệm, ông Volodymyr Zelensky được đặc biệt quan tâm trở lại. Trước khi làm Tổng thống, ông Volodymyr Zelensky từng làm một diễn viên hài lừng danh với nhiều vai diễn ăn khách. Ông Volodymyr Zelensky sinh năm 1978 trong một gia đình trí thức tại Kryvyi Rih, Ukraine. Có bố là giáo sư và mẹ là kỹ sư. Bản thân ông ngay từ đầu cũng không được định hướng theo con đường nghệ thuật. Volodymyr Zelensky từng học luật tại Đại học Quốc tế Quốc gia khi ở quê nhà trước khi chuyển hướng hoạt động sang lĩnh vực phim ảnh. Cuối thập niên 1990, ông bước chân vào làng giải trí bằng cách tham gia cuộc thi tìm kiếm tài năng hài kịch, thành lập nhóm hài Cavanta 95. Vào năm 2005, ông tham gia chương trình Dancing with the Stars phiên bản Ukraine và bắt đầu được chú ý. Với gương mặt điển trai dễ mến cùng lối diễn hài hước duyên dáng, từ năm 2008, sự nghiệp nghệ thuật của ông Volodymyr Zelensky bắt đầu lên như diều gặp gió. Ông đã có bộ sưu tập dày dặn các vai diễn ấn tượng qua các bộ phim như Love in the Big City, Office Romances, Our Times, Rehesky Venus Napoleon, At First Days, Love in Vegas, At New Days, v.v. Đặc biệt phải kể đến vai giáo viên lịch sử Vasin trong series phim truyền hình châm biếm có tên Servant of the People, tạm dịch là đầy tớ của nhân dân, phát sóng từ năm 2015 đến năm 2019 trên truyền hình Ukraine. Trong phim, giáo viên lịch sử Vasin nổi tiếng sau khi công khai chỉ trích chính phủ, và về sau ông chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Ukraine và phải đương đầu với những khó khăn trong vai trò mới. Ông Volodymyr Zelensky còn được biết đến là một nhà sản xuất nổi tiếng. Ông là người đồng sáng lập Kvartan 95 Studio vào năm 2003. Công ty này chuyên sản xuất phim, chương trình truyền hình, và đây cũng là một trong những công ty giải trí truyền hình thành công nhất của Ukraine. Ông Volodymyr Zelensky có cuộc sống riêng tư khá là êm ấm. Tháng 9 năm 2003, ông kết hôn với bạn cùng trường trung học, bà Olena Zelenska. Vợ chồng ông đón con gái đầu lòng, Oleksandra Zelensky vào tháng 7 năm 2004. Cô bé thừa hưởng năng khiếu nghệ thuật cũng như sự hài hước từ bố và sớm trở thành sao nhí được yêu thích tại Ukraine. Vào năm 2016, diễn viên nhí này tham gia chương trình The Comedy Comedy Skit và giành được giải thưởng giá trị. Đầu năm 2013, vợ chồng tổng thống có thêm con trai Kirill Zelensky. Chính trường không dễ dàng như một vai diễn. Sau bộ phim Seven of the People, ông Volodymyr Zelensky tuyên bố quyết định bước vào chính trường. Năm 2018, ông thành lập đảng Seven of the People theo tên của bộ phim mà bản thân ông đóng vai tổng thống. Ông Volodymyr Zelensky không có chiến dịch chạy đua bài bản, không tổ chức cuộc gặp gỡ hay tham gia những sự kiện tranh cử trực tiếp mà tạo dựng tên tuổi qua mạng xã hội. Với danh tiếng của một danh hài, sự xuất hiện của ông trên YouTube, Instagram và cả truyền hình chiếm ưu thế ngay từ vòng đầu và giành chiến thắng áp đảo với tỷ lệ phiếu 73,01% tại cuộc bầu cử tổng thống Ukraine hồi năm 2019. Khi ông Volodymyr Zelensky lên làm tổng thống, có khá nhiều ý kiến trái chiều. Một số chuyên gia phân tích chính trị nhận định ông Zelensky quá non kinh nghiệm và chắc chắn sẽ thành thảm họa. Nhà lãnh đạo xuất thân là diễn viên hài chắc sẽ không bao giờ tưởng tượng rằng công việc của mình lại trở nên căng thẳng đến vậy. Rõ ràng ngồi vào ghế tổng thống không đơn giản như vào một vai diễn. Kể từ khi lên nắm quyền, vị tổng thống này đã trải qua những tháng ngày đen tối nhất trong sự nghiệp chính trị. Từ việc bị vướng vào vụ luận tội Donald Trump, quay cuồng ứng phó với dịch COVID-19, từng bị cáo buộc ông và hai cố vấn thân cận nhất có các công ty ở quần đảo Virgin của Anh
đảo Sip và Belize. Và giờ đây đang phải đối mặt với chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine. Và giờ đây thế giới vẫn đang nín thở chờ những động thái của Tổng thống Volodymyr Zelensky trước động thái của Nga. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy like, share và subscribe kênh Góc 8 Văn Hóa để nhận những thông tin mới nhất. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.